Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện truyện. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tập 8, tập cuối cùng của tác phẩm rất hay và hấp dẫn của tác giả quen thuộc trên kênh, tác giả Bùi Ngọc Phúc, Thần Trộm. Và sau khi kết thúc bộ Thần Trộm này, chúng ta lại cùng nhau chờ đợi một tác phẩm mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc đang chuẩn bị hoàn thành và sẽ được đình duy cũng như nghiện truyện gửi tới quý vị khán thính giả trong thời gian sớm nhất. Trước khi vào cùng đình Duy nghe tập cuối của Thần Trộm, quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh. Sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông, chúng ta sẽ luôn luôn nhận được những thông báo của các audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho MC Đình Duy, cũng như nghiện truyện một like, một chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe hết trọn bộ Thần Trộm. Cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của quý vị cùng các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta bắt đầu vào tập 8, tập cuối cùng, thần trộm qua giọng đọc Đình Duy. Trời xe lạnh Bà Thống làm món cá chép om dưa cho đổi cầu vị. Riêng hai thằng cu là sinh và trọng, được luộc mỗi đứa một quả trứng vịt lộn. Nhìn hai đứa cháu ăn uống ngoan ngoãn, bà hấp hái đôi mắt bồi sướng niềm vui tuổi già đôi khi đơn giản như vậy dẫu vẫn biết cháu bà nội nhưng tội bà ngoại tuy thế ông bà thông ra sớm khuất núi bà chăm hai đứa cháu với tình cảm của một người bà không phân biệt chuyện nội ngoại buổi tối lúc cả nhà vừa ngồi quanh mâm cơm bất ngờ cô bưởi thấy co thắt ở dưới tử cung kèm theo đó là dòng nước chảy dọc bắp chân bà thống ngạc nhiên bởi nếu đủ ngày con gái bà tháng sau mới lâm bồn, không mất bình tĩnh như cánh phụ nữ. Ông lang thống bắt mạch rồi bấm huyệt giúp con gái bình tâm, không thở gấp. Trong lúc đó Phan Thiểm đạp xe đi mời bà đỡ ở cuối làng. Con đường làng xù không gặp gành, nhưng Phan Thiểm lúc này dối như tơ bò. Tối nay cậu sẽ đón hai công chúa sinh đôi, chưa kể việc phải bắt con trong bụng của Mạn Nhu trước khi quá muộn. Dù đã lấy trộm được khá nhiều đồ thiết yếu. Nhưng việc làm cha của hai đứa con trai tuổi còn trứng gà trứng vịt, bây giờ thêm ba đứa bé nữa sinh cùng một lúc, là một gánh nặng không dễ gì vượt qua. Vừa bước chân tới cửa nhà, bà đỡ liền hỏi ngay bà Thống, bà đun nổi nước nóng chưa? Quá quen với hai lần con gái sinh nở, bởi vậy khi bà đỡ bước vào nhà, nồi nước nóng đã bốc khói nghi ngút. Đây là việc bắt buộc, vì nó giúp sản phụ được thoải mái khi long chùi nước ấm giúp kích thích cho cổ tử cung mở ra để thuận tiện cho việc sinh nở. Trong lúc mà đỡ chuẩn bị công việc của mình, cổ lang thống cùng Phan tiềm đứng bên ngoài, bởi việc này vốn không cần đến sự góp mặt của cánh đàn ông. Từ trong nhà, tiếng bà đỡ sang rằng, Cô đừng la hét nhiều quá, hãy dành hơi sức, chút nữa dặn đẻ. Cổ lang thống ngước nhìn bầu trời xám xịt. Dù không dành thiên văn, nhưng cô vẫn biết hôm nay là ngày xấu, việc con gái sinh trước một tháng khiến cụ thấy lo lắng nhất là việc sinh đôi đứng bên ngoài không thấy tiếng con gái kêu la không nghe thấy tiếng trẻ con khóc thay vào đó là tiếng bà thống rú lên rồi tắt lịm vốn là người điềm đạm dù trong lòng như lửa đốt nhưng cụ vẫn không để lộ ra ngoài cụ kiên nhẫn đợi bốn cánh cửa bức màn hé mở để vào thăm con gái người con rể của cụ lúc này hồn vía như lên mây bà đỡ bước ra ngoài im lặng không nói gì trên tay bà bưng một chậu tôn có bọc tấm chân hoa nhìn thấy cụ lang thống bà nói như hụt hơi ơi, trời đất quỷ thần ơi tôi đỡ đẻ hơn ba mươi năm nhưng chưa từng gặp ca nào như thế này không biết đây là điểm gì nữa không đợi bà đỡ nói hết câu phan Thiểm lao tới mở tấm vải hoa rồi đứng như trời trồng bên trong chiếc chậu tôn là hai đứa bé vừa sinh xong nhưng cả người chúng đều cứng và ánh lên sắc vàng như bức tường cậu đã ăn trộm ngày trước. Như vậy, đám hậu dệ họ Nguyễn vẫn dắp tâm ăn đồng thua đủ. Bởi tính cả lần mạn nung sinh ra cái đầu thai nhi óng vàng, tính thêm hai đứa bé này vừa đủ con số ba. Như vậy ứng với tam tổ họ Nguyễn bị đem nung. Không muốn việc này loang ra, Phan Thiềm lấy một thoi vàng trả công bà đỡ. Cậu không quên khẩn khoản mong bà giữ kín chuyện tối nay. Lúc bà đỡ vừa đi khuất, Phan Tiềm châm cứu để vợ mình ngủ một giấc. Cậu cần tính bước tiếp theo trước khi quá muộn. Lúc này, nhạc mẫu của Phan Tiềm như chết đi sống lại vì quá khiếp hãi. Đưa cụ lang thống tới chỗ Mạn Nhu đang nằm, Phan Tiềm nói trong nước mắt. Người này khí tàn số tận, còn nghĩ chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ chết thôi. Thôi thì đến lúc phải cứu đứa bé ở trong bụng, sau đó trao cho vợ con nuôi nấng sự việc xảy ra dồn dập cụ lăng thống vẫn giữ được sự điềm đạm vốn có việc liên quan đến mạng người không cho phép cụ được xuê xoa ngồi xuống bắt mạch cho mạn nhu sau đó cụ vén mi mắt để nhìn vào đồng tử nén một tiếng thở dài cụ khẽ nói có lẽ đứa bé trong bụng là lý do duy nhất nếu giữ cô ấy sống đến tận bây giờ anh hay làm những gì cần thiết không muốn sư muội phải chịu cảnh đau đớn về thể xác Phan Thiểm cho cô người mê hồn hương. Mùi thơm dịu nhẹ giúp cho Mạn Nhu không còn cảm giác gì nữa. Cần mê có mùi thơm sẽ khiến cô nhẹ bước trần ai ngay khi đứa bé được lấy ra. Cầm con dao nhỏ hơ trên ngọn lửa để sát trùng, Phan Thiểm nhanh chóng rạch một đường ngay dưới rốn xuống phía dưới. Cậu biết nếu run tay sẽ khiến đứa bé gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong phút chốc, đứa bé được lấy ra khỏi bụng Mạn Nhu. Nhìn cô con vừa chào đời đã chịu cảnh mồ côi mẹ, Phan Thiềm phát và mông cô cậu, rồi rơi nước mắt khi nghe thấy tiếng khóc chào đời. Quấn con trai trong chiếc áo cũ, Phan Thiềm đặt đứa bé ngay cạnh vợ mình. Cậu biết ít phút nữa khi vợ tỉnh lại, việc có thằng bé bên cạnh sẽ khiến cô quên đi cuộc vượt cạn vừa nãy. Cô Lăng Thống nhớ lời con rể, chút nữa sẽ giải thích cho con gái sự nhầm lẫn vì không phải song thai như bắt mạch. Ngồi bên người sư muội đã hồn lìa khỏi xác, Phan Tiềm mừng vì cô đã để lại giọt máu trên đời. Nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật. Người đáng ra sẽ thành vợ lẽ cùng hai đứa bé song sinh đã ra đi trong một tối. Ngày đêm hôm đó, dù trời vẫn có mưa, Phan Tiềm chôn hai đứa bé hóa đá ở nơi cậu đã chôn con bé đầu tiên của mình. Như vậy ý rời đã định, cậu không có con gái như mong ước. Dù sáng mai sẽ đưa Mạn Nhu về ăn táng tại làng mòi, nhưng Phan Tiềm đã nghiến răng thề sẽ trả thù sư phụ bất nhân. Bởi vậy cậu rất thành kẻ bất nghĩa. Nhớ đến việc họ Nguyễn ra tay báo oán, Phan Thiểm quyết trả thù khiến cho kiều huyền thất tổ của họ Nguyễn tại làng Miến phải nếm mùi điêu linh. Đêm hôm đó, bà đỡ đang ngon giấc. Bất ngờ có tiếng người con trai gọi cửa. Bà vui mừng châm đèn rồi ra đón con. Bởi anh này làm ăn tận trên mạng ngược, họa hoàn vài năm mới về thăm mẹ già người con trai mỉm cười chào hỏi anh nhắc bà ra ngoài vườn có món quà cần biếu mẹ dù nửa đêm nhưng bà đỡ vẫn làm theo lời con trai bởi bà vừa có một thoi vàng làm bốn như thế hai mẹ con lo đói có nhau không phải sống cảnh chờ mong dù con trai dắt xuống ao ngay trước nhà nhưng bà đỡ không cảm thấy lạnh lẽo bà bước từ chỗ nông tới chỗ sâu khi ra đến giữa ao thì chim nghỉm người con trai lúc này hiện nguyên hình là một hồn ma chết đuối y dìm cho bà đỡ chết hẳn rồi ung dung lên bờ. Ngày trước, lúc bị chết đuối, do nhà nghèo nên không ai nghĩ đến việc làm lễ bắt cầu giải oan. Do vậy, y thành hồn ma vất vưởng chỉ mong dìm người khác để mong đầu thai kiếp khác. Khi hồn ma bước lên bờ, Phan Thiểm khẽ gật đầu rồi đốt cho y một bộ quần áo cùng mấy đinh tiền vàng. Đây là lộ phí giúp hồn ma đi đầu thai. Số tiền vàng là cách cậu trả công cho hồn ma đã làm theo cách của mình bước vào trong nhà của bà đỡ, Phan Tiệm lật gối, lấy lại thoi vàng, rồi rời đi lặng lẽ. Cậu đoán phải ba ngày sau, người đàn bà xấu số mới nổi lên trong tư thế úp mặt xuống ao bèo. Sở dĩ đêm nay cậu phải truy cùng diệt tận, bởi lúc chôn hai đứa trẻ bắn số xong, Phan Thiềm nghĩ đến việc bà đỡ là người không giữ mồm giữ miệng. Chỉ một thời gian sau, cả làng xù sẽ đồn ầm việc vợ cậu sinh ra hai pho tượng ánh vàng. Như vậy thằng bé con không phải là con ruột đó là việc không thể chấp nhận được. Dù biết sẽ là tội ác, nhưng vì tương lai của con trai, Phan Thiềm quyết định giết người diệt khẩu. Cậu biết chỉ có người chết mới không nói nhiều. Lò mổ yên mà đẹp cho Mạn Nhu xong xuôi, Phan Thiềm bàn bạc với nhạc phụ và nhạc mẫu của mình. Để tránh việc tam nam bất phú, còn muốn thằng bé sẽ mang họ Trần, như vậy họ Phan của con và họ Trần nhà mình vẫn không tuyệt đường hương hỏa nhờ có sáng kiến của người con rể hai vợ chồng cụ lang thống cảm thấy như chút được gánh nặng bao năm dù bà được một phen siêu hồn phách lạc nhưng cụ đã hứa sống để bụng chết mang theo về chuyện sinh nở đêm hôm đó đợi cho đứa cháu ngoại đầy tháng cụ lang thống phóng bút đặt tên cho thằng cu con là trần miên trường cụ giải thích cho con trai và con gái tên đứa bé được rút ra từ câu phúc lộc miên trường vốn không thích chơi chữ giống nhạc phụ sau này phan thiềm quen gọi con trai út là trường cho đúng theo thứ tự của ba người con là cả sinh hai trọng và út trường duy có một điều phan thiềm hơi e ngại khác với hai người con đầu của mình út trường luôn có nhiều hồn ma bây quanh dù những hồn ma này không làm hại tới con trai nhưng phan thiềm vẫn không hiểu việc này có liên quan gì đến mạn nhu tức là mẹ đẻ của miên trường Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn trước. Trời mưa thối đất thối cát, rồi chuyển sang nắng trang trang, thiêu đốt từ sáng tới lúc mặt trời lặn. Nhưng trong vài ngày, lại mưa trắng trời trắng đất. Ông Lăng thiềm ngồi nhìn khoảng sân rộng trước hiên. Đám con cháu vừa dựng dạp hồi sáng, giờ đã phải tháo một bên cho nước mưa thoát xuống. Nếu không, nước đọng thành vũng, rồi ập xuống. Mưa vài tiếng khiến con ngõ nhỏ trước mặt ngập sâu, Hệ quả từ việc đô thị hóa quá nhanh làm cho hệ thống tiêu thoát bị lấp kín. Ông Lăng Thiềm nhớ rõ, ngày con trai gặp họa sát thân, sau khi đã nằm yên dưới ba tấc đất, tối hôm đó trời nổi mưa rông kèm sấm sét. Hôm nay làm lễ cúng 100 ngày cho cả sinh, mưa lại như thác đổ. Sau lần cho toàn bộ chỗ cao u linh thần bí được nấu từ xương cốt của sư phụ vào chiếc xô tôn, sau đó đọc khẩu quyết, khiến luồng xét rắn thẳng vào đó. Ông Lăng Thiềm còn lá bùa bản mệnh của sư phụ là con rồng một mắt được chế tác từ ngọc lục bảo đó là vật chứng lấy được từ tay người tình cách đây vài chục năm vốn không muốn nước sông phạm nước giếng nhưng cái chết của người con đã khiến ông nổi điên việc phải dùng đến chiếc gương bạc tìm và triệt hạ mắt rồng là phương thức cuối cùng riêng con rồng xanh bằng ngọc lục bảo ông nhét vào chiếc vò bằng gốm rồi dán bùa yểm ông đợi khi nào dỗ đầu cho con trai Lúc đó ông sẽ tìm nơi địa linh để chôn chiếc vò có chấn yểm cẩn thận. Như vậy hồn ma của sư phụ mãi không được siêu linh tịnh độ. Gần trưa, mưa mới ngớt. Lúc này, trời hừng nắng, khách hứa bắt đầu lục tục kéo đến. Ông lăng thiềm vội ra đón tiếp. Trong lúc vợ ông ngồi dự lễ cầu siêu của sư thầy ngay trong ngôi từ đường họ Phan. Kể từ ngày nhạc phụ và nhạc mẫu qua đời, ông lang tiềm gánh nhận trọng trách lo phần hương hòa của hai họ phan trần tuy nhiên ân oán của hai cõi âm dương khiến con trai ông phải trả giá bằng mạng sống của mình đầu giờ chiều đợi khách ra về hết ngồi trước bàn thờ của cả sinh lúc này có ông lang thiềm cùng hai trọng và út trường người không phải họ phan duy nhất chỉ có ông tạch bởi hôm nay mọi người lại bàn về người kế vị ngôi thần trộm nếu tính trong các đời thần trộm đệ tứ thần trộm cả sinh có thời gian tại vị ngắn nhất. Anh ta được chuyển y bát đúng 99 ngày đã khuất nẻo đường trần. Đợi cho mọi người thưởng thức xong tuần trà thứ nhất, ông lăng thiềm quay sang, hắng giọng nói với người sư đệ. Cả sinh đã thuộc về cõi âm, bởi vậy hôm nay tôi muốn để hai trọng tiếp quản ngôi vị thần trộm. Vậy ý của đệ thế nào? Nửa thế kỷ theo sư huynh đánh đông dẹp bắc, trộm của lúc cường hào địa chủ trộm của những thầy thông, thầy phán, cho đến các nhà điền chủ. Sau chuyển qua trộm của những nhà buôn Ấn Độ, cùng nhà của đám hoa kiều giàu có. Do vậy ông Thạch luôn nghe theo mọi sắp đặt của sư huynh. Tuy vậy, những việc xảy ra gần đây khiến ông trột dạ. Ông cảm thấy có lỗi vì tính ba phải của mình. Nếu ông cương quyết ngăn sư huynh mang nhục thân sư phụ đi nấu cao, chắc ông không phải ngồi dự lễ cúng 100 ngày của cả sinh không như lần trước khi sư huynh chuyển y bát cho cả sinh ông thạch hắng giọng rồi phân tích rõ <laughs> việc cậu sinh thiệt mạng ít nhiều liên quan tới ngôi vị thần trộm cây cao sẽ hứng bão tố nếu sư huynh muốn chuyển y bát cho hai trọng Để cho rằng lành ít giữ nhiều bởi hai trọng vẫn mang họ phan vậy ý của đề là hai trọng không thể kế vị thần trộm ông đang tiềm ngạc nhiên hỏi không lắp bắp theo kiểu ăn không lên đọi, nói không lên lời như mọi lần, ông Tạch Chỉ và Út Trường khẳng định. Đúng 42 năm trước, huynh đã dùng kế kim thiền thoát sát nhằm tránh cho họ Phan Lâm vào cảnh bần hàn. Quan trọng hơn nữa, việc thay tên đổi họ khiến cậu Trường thoát khỏi sự truy sát của đám âm binh nhà họ Nguyễn. Bây giờ, người họ Trần kế vị ngôi thần trộn, đâu có gì khác lạ. Bởi xét cho cùng Cậu trường vẫn mang trong mình huyết thống của họ Phan. Được rồi, việc này huynh sẽ suy nghĩ thêm. Ông Lăng Tiềm gật đầu chấp thuận đề xuất của người sư đệ. Khi mọi người ở làng sù ngon giấc từ lâu, ông Lăng Tiềm vẫn ngồi một mình trong ngôi từ đường họ Phan. Kể từ ngày con trai qua đời, do quá đau buồn nên vợ chồng ông chuyển sang ngôi nhà do cha mẹ để lại. Trải qua 50 năm ngược xuôi, giờ đến lúc rửa tay gác kiếm, nhưng ông biết mình tâm không tĩnh nên muốn tìm cho mình hai chữ bình an là việc quá khó nhớ lại lần cho nổ tung ba ngôi mộ tổ nhà họ nguyễn lúc quay về làng xù vào sáng hôm sau ông lăng thiềm bàng hoàng khi thấy ngôi mộ song táng di cốt của cha mẹ đã nứt toác khói từ dưới mộ bốc lên nghi ngút nếu ngó xuống chỉ thấy lửa cháy rừng rực dù đã xách hàng chục số nước đổ từ dưới ao đổ vào trong mộ nhưng ngọn lửa cháy đúng ba ngày ba đêm mới tắt lịm mọi thứ trong mộ đã biến thành cho bụi như vậy xương cốt của cha mẹ Phan Tiềm đã không còn gì. Kể từ dạo đó, ngôi mộ dù được tôn tạo đẹp đẽ, nhưng thực chất nó chỉ là ngôi mộ gió. Sau này vào những năm 90, ông Lăng Tiềm cho đúc hai tượng hình nhân của cha mẹ mình, sau đó ông làm lễ chiêu hồn nạp táng để song thân được quay về mộ phần. Có lẽ sự trả thù của họ Nguyễn quá khốc liệt, do vậy, dù đã thình đủ các lễ, tuy nhiên chàng trai Phan Tiềm không được gặp lại hồn ma của hai đấng sinh thành thời gian trôi qua sau vài chục năm chàng trai mạnh mẽ ngày đó đã trở thành ông lăng Tiềm chín chắn điềm đạm hơn nhưng việc đứt gãy mối liên hệ với song thân khiến ông đau lòng đêm khuya tĩnh lặng ông lăng Tiềm cho thấy sư muội của mình xuất hiện nhìn bạn nhu thất tha trong tà váy mỏng màu trắng khiến tim ông đau nhói bởi lời hứa đưa cô về làm dâu nhà họ phan dưới thân phận vợ lẽ không bao giờ thành hiện thực có một điều bấy lâu ông lang thiềm canh cánh trong lòng. Bởi duy nhất một lần, Mạn Nhu hiện hồn báo tin cho ông việc mổ để cứu đứa con chung của hai người. Kể từ đó, cô chưa một lần xuất hiện, dù chỉ thoáng qua. Không tin được việc gặp lại người trong mộng sau vài chục năm âm dương cách biệt. Mạn Nhu của ông vẫn là người thiếu nữ, trẻ đẹp như xưa. Chỉ có ông lang thiềm già đi theo đúng quy luật của thời gian không thể thốt lên thành lời. Vì cuộc trùng phùng bất ngờ, ông lang Tiềm hỏi người sư muội của mình bằng giọng nói như kẻ hụt hơi. Có đúng là muội đó không? Nhẽ nào huynh ngủ mê? Hồn ma của Mạn Nhu ngồi xuống bên cạnh ông lang Tiềm, Hơi lạnh từ cô toát ra, khiến ông thoáng rùng mình. Âm dương cách biệt hơn bốn chục năm. Trong khi ông lang Tiềm đã gần bước vào tuổi thất thập với đàn con cháu đùi huệ, Mạn Nhu vẫn trẻ mãi không già trong hình dạng của người thiếu nữ tuổi ngoài 20. Biết cố nhân trải qua nhiều kiếp nạn, hiện đang buồn chuyện sinh ly tử biệt. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mãn nhu nhẹ nhàng khuyên giải. Cô phân tích. Hiện nay huynh tứ bề tỏ địch. Sức người có hạn nên sẽ không thắng được người coi âm. Nghe muội sẽ tay qua nạn khỏi. Bởi chỉ còn một cách duy nhất. Ông lang tiềm bao năm không gặp lại sư muội Lúc này cả bầu trời ký ức ùa về. Có nhắm mắt, ông không sao quên được cái đêm kinh hoàng đó. Lúc vợ ông sinh ra hai đứa bé hóa tượng, ông đã phải tự tay rạch bụng mạn nhu để bắt con. Lúc cắt rốn cho thằng bé và nghe tiếng con khóc, sư mội của ông vừa lúc hồn lìa khỏi xác. Ông lăng tiềm nghẹn ngào hỏi, Sao từng đó năm, muội không về gặp Huynh? Chuyện dài lắm, không thể nói hết trong một buổi được, nhưng Huynh ấy nghe kỹ lời muội nếu muốn tai qua nạn khỏi, huynh lấy con rồng bằng ngọc lục bảo dã nhỏ, tuyệt đối không dùng đồ kim loại sẽ hỏng. huynh cho vào cối đá, rồi dùng chày gỗ nghiền thành bột mịn. sau đó huynh dùng một lạ cao u linh mang tính âm trộn với bột ngọc đó, tất cả sẽ cho vào nhiêu đất rồi trưng cách thủy đến khi cao cùng bột ngọc nhuyễn đều. lúc đó huynh đưa cho hai cậu con trai uống để trừ tà ma. mạn nhu nhẹ nhàng nói, cô muốn giúp sư huynh thoát được kiếp nạn này dưới ánh trăng bàng bạc một người một hồn ma ngồi nói chuyện tâm tình đúng cảnh chi kỷ lâu ngày không gặp lại Mạn nhu ngả đầu vào ngực ông lang thiềm rồi thổn thức ngày trước đã từng nghe kể về những câu chuyện lưu trai ông lang thiềm hiểu rõ nhiều lúc người với ma vẫn có thể ân nói cùng nhau thậm chí ngay chính làng xù từng có chuyện cô con gái lão lý thận đêm hôm ngủ bị hồn ma chết trẻ đêm nào cũng vén màn chui vào làm tình sự việc chỉ vỡ lở khi cô ông thầy phù thủy đến chơi, phát hiện cô gái bị vong ám. Sau khi lập đàn tràng, ông thầy đã bắt được vong là một nho sinh từ thời nhà Nguyễn. Kẻ này trên đường vào Huế lai kinh ứng thí, không may ngã bệnh chết dọc đường nên thành hồn ma vất vượng. Không muốn nghĩ nhiều đến việc đấu lại các thế lực cõi âm, quên mất mình không còn trẻ khỏe như xưa. Ông Lang Thiềm đã cùng Mạn Nhu làm tình ngay trước hiên ngôi từ đường họ Phan bởi ông biết hồn ma sẽ không lọt được vào bên trong. Do ngày trước ông đã chấn hiểm kỹ càng, nhằm đề phòng kiều huyền thất tổ của họ Nguyễn quay lại quấy phá. Lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người, ở ngoài con đường làng đã có tiếng xe máy chạy từ xa vọng lại. Ông lăng thiềm ngồi dậy, đã không thấy mạn nhu đâu nữa. Nhìn xuống chiếc áo được trải ra lúc đêm, ông biết những gì xảy ra là thực, không phải mơ do món linh đơn trừ tà kỵ kim khí bởi vậy ông lăng thiềm sai hai trọng bắc ba ông đầu rau ở vườn nhằm tránh xa bếp ga cùng các son nồi bằng nhôm và inox ông cẩn thận nhấc chiếc vỏ sứ đang nhốt con rồng xanh là bùa bản mệnh của sư phụ thanh long độc nhãn ra khỏi gầm bàn thờ sau khi bóc lá bùa dán trên miệng ông lăng thiềm dốc ngược vò để con rồng bằng ngọc lục bào rơi vào cối đá được cha mình căn dặn từ trước Út trường hai tay cầm hai chiếc chày gỗ nhịp nhàng nện xuống như người ta dã dò vậy. Trong nháy mắt, con rồng xanh đã vỡ vụn thành những hạt bụi nhỏ li ti. Út trường vốn tính cẩn thận, nên dã thêm nửa tiếng cho đến khi dưới đáy chiếc cối đá chỉ còn dính chút bụi mịn. Đặt chiếc niêu đất trên ba ông đầu rau, hai trọng nhét cùi và dơm bắt đầu nồi lửa. Ông lăng thiềm dùng chiếc thìa bằng gỗ mít xúc chỗ bụi ngọc mịn dưới đáy cối đá vào chiếc bát sứ trắng ông cẩn thận dùng tay gạt nhẹ cho chỗ bụi ngọc còn dính ở hai đầu chày gỗ và bát đợi nước trong niêu đất bắt đầu sôi ông lăng thiềm thà chiếc bát vào niêu rồi đặt miếng cao u linh thần bí vào cùng chỗ nước trong niêu đã được tính toán đổ sao cho chỉ ngập hai phần ba chiếc bát xứ đôn món linh đơn do người coi âm mách bảo trong nửa tiếng đến lúc nước trong niêu sôi cạn Ông lăng thiềm mở nắp đã thấy một chất sền sệt màu hộp phách ở trong chiếc bát sứ trắng. Tự tay rót ba chén rượu ngâm cao u linh thần bí, ông lăng thiềm nâng chén khẳng khái nói với hai người con trai. Đề nhị sư tổ thần trộm thanh long độc nhãn đã vô cớ sát hại đệ tử hòng chiếm đoạt báu vật. Như vậy ông ta đã bị ma sai khiến, quỷ vô thường, chi phối thân tâm. Ma và quỷ là sự vô minh, được che đậy bởi tham, sân, si, nên tạo tác bao nhiêu ác nghiệp. Hôm nay cha con ta hãy cạn chén, sau đó dùng lại linh đơn kỳ diệu này. Lúc đó ma lực của ông ta tự tiêu tan. Dùng thìa gỗ xúc đều chỗ linh đơn thần dược ra hai chiếc bát nhỏ, loại bát vốn hay dùng ăn rượu nếp. Ông lăng thiềm trao cho hai người con trai, bởi ông muốn họ được bảo vệ khỏi lũ hồn ma phiền nhiễu. Sau cơn mưa, trời tạnh giáo, những ánh nắng sớm khiến nhiều nhà tranh thủ phơi phóng mọi thứ, khoảng sân rộng trước nhà cụ lang thống cũng được tận dụng phơi mấy rổ sồng bát đũa dù tổ chức ăn uống bên ngôi từ đường họ phan nhưng chỗ bát đũa thường lấy ở bên nhà họ trần cho tiện buổi lễ cúng một trăm ngày của cả sinh đã thập phần viên mãn nhân còn chút thức ăn theo cách nói của bà con là cỗ dồn hôm nay ông lang thiềm muốn bàn bạc kỹ thêm với hai người con trai ông muốn thấy sự đoàn kết của hai anh em thay vì bất hòa nhau bởi ngôi vị thần trộn đời thứ năm mát rời lại sẵn cố bàn thịnh soạn ông lăng thiềm uống cạn ba chén rượu u linh thần bí ông muốn dạn gần cốt sau trận mây mưa cùng hồn ma của mạn nhu ở cái tuổi gần đất xa trời ông lăng thiềm tự biết không cần phải kiêng cữ điều gì mà hai người rồi cũng về chung sống một cõi cảm giác được ái ân với hồn ma người tình tuổi vẫn ngưng tụ không biến đổi theo thời gian khiến ông cảm thấy như mình được hưởng lộc của rời vậy cơm no rượu say, ông Lăng thiềm nằm ngủ ngay tại chỗ. Lúc này ông chỉ mong đêm nay lại gặp lại được hồn ma của Mạn Nhu. Bởi cảm giác lên cõi thiên thai một đêm như muối bỏ bể, nó không khỏa lấp được nỗi nhớ nhung suốt mấy chục năm qua. Khi trời nhá nhem tối, ông Lăng thiềm giật mình thấy người sư đệ vỗ vai lay gọi. Dù không rõ ông Tạch quay lại có việc gì gấp, nhưng ông đoán chắc sư đệ không yên tâm việc ông truyền ý bát cho hai trọng ký bị thần trộm đời thứ năm quen biết và cùng nhau trải qua cả ngàn vụ trộm lớn nhỏ suốt nửa thế kỷ, ông Lang Thiềm chưa lần nào chứng kiến khuôn mặt của sư đệ thất thần như vậy. Vốn biết ông Tạch, tính hay láo táo, ông Lang Thiềm ngăn không cho người sư đệ nói vội. Ông nhàn nha pha ấm trà mạn, uống cho dã rượu. Bởi dù sao hai cậu con trai đã dùng linh đơn thần dược, có thêm sự giúp sức của hồn ma sư muội, ông đâu ngại gì những kẻ có tà tâm muốn hãm hại mình. Thấy ông Thiềm bình chân như vậy, ông tạch nhấp nhổm không yên nhưng biết tính sư huynh nên ông dằn lòng đợi sau tuần trà thứ nhất ông tạch nói dồn dập như sợ ai cướp lời khổ thân sư muội Bảo lâu nay sư huynh nói không thấy hồn ma hiện về hóa ra có lý do của nó sáng sớm nay trời không mưa bão nhưng tự nhiên ngôi mộ bị nứt toát người làng mỏi thấy có nhiều bùa yểm và dây xích sắt quấn quanh chiếc tiểu sành tin đồn bay sang bên làng của đệ vốn không tin mấy chuyện thêu dệt đệ sang tận nơi thấy đúng như vậy lúc mở nắp tiểu sành đệ thấy có kẻ nhét quấn quanh hộp sọ của sư muội những dây thừng được nhúng trong nhựa thông và viết bùa chú bằng tiếng phạn như vậy sư muội không sao thoát ra và nói được ông tạch buồn bã nói ngày trước do sư huynh bận con nhỏ chính đệ đã cải táng cho sư muội chu đáo không hiểu sao lại ra nông nỗi đó bây giờ chỉ có huynh và đệ hợp sức lúc đó mày già mới hóa giải được chỗ bùa yểm. Chiếc chén nước trên tay ông lang thiểm rơi xuống nền gạch vỡ tan. Ông hiểu rõ khi đã bị chấn niềm bùa như thế, không dễ gì hồn ma của sư muội thoát ra được. Việc hôm nay ngôi mộ nứt toát rất có thể đã có kẻ biết trước. Như vậy hồn ma gặp ông đêm qua, chỉ là kẻ già danh sư muội mạn nhu. Điều đó khiến mẹ thần dược vừa nấu không phải để khắc chế lũ ma quỷ hiện hình mấy chục năm lăn lộn hồn ma nào ông đều gặp qua nhưng kiểu hồn ma giả danh có lẽ lần đầu ông đối mặt vốn tự phụ vì dùng kế kim tiền thoát xác để giữ cho út trường được an toàn nhưng hồn ma đêm qua còn cao tay hơn thế không những giải thoát con rồng xanh bằng ngọc lục bào khỏi chiếc vò được dán bùa nó đã khiến ông cho hai con của mình rơi vào bụng viện tay vào chiếc bàn cổ hơn trăm tuổi đây là chiếc bàn quý ông cùng sư đệ tạch khuân trộm ở dinh quan tổng đốc Định Yên, vốn cai quản hai vùng Nam Định và Hưng Yên. Ông Lăng Thiểm đứng dậy, nói với sư đệ của mình. Khóc xong rồi, hai đứa con cổ huynh đã gặp họa sát thân. Sau ba ngày nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, mặc dù hai người con của ông Lăng Thiềm được xúc rửa ruột và truyền đạm, tuy nhiên hai trọng cùng với út trường vẫn lúc tỉnh lúc mê nhiều lúc nhân viên y tế không đo nổi huyết áp cùng nhịp tim hiểu bệnh mới chữa được rất bệnh ông lăng thiềm biết rõ hai người con của mình vào viện cũng vô ích bởi bị người có âm hành tức là y học hiện đại sẽ bó tay nhìn cảnh hai người con trai nằm trong khoa a 9 với đủ máy móc gắn trên người bà thiềm tạm gác những bất đồng trước đây bà kéo chồng ra phía ngoài nói nhỏ tôi đã hỏi nhiều nơi bệnh con mình chỉ có mời thầy thực bên làng miến làm lễ may ra được ông xem quyết sớm đi, bởi thầy đi làm lễ khắp nơi, mình sang muộn, sẽ không thỉnh được thầy về nhà. Thấy bà vợ nhắc đến ông thầy nào đó bên làng biến, ông lăng tiềm nhíu mày khẽ nói. Lão đó họ Nguyễn phải không? Nếu đúng thì dẹp ngay, nếu không lợn lành chứa thành lợn quay. Biết sư huynh có tính cố chấp, ông tạch rột rè nói. Mọi cơ sự bùng bét như này, xét cho cùng đều do sư huynh tạo nghiệp chính đệ đã thỉnh mời thầy thực đến làm lễ tháo bùa yểm cho sư muội mạn nhu đệ tin chắc cô ấy sớm tìm gặp huynh thôi đến nước này theo đệ oán thủ nên cởi huynh không thể một mình chống lại người cõi âm ông lang thiềm im lặng hồi lâu sau đó quay sang bàn với vợ cùng người sư đệ người ta nói thắt ở đâu phải cởi tay đó nếu hai đứa nằm viện sẽ khiến đường xuống âm tàu địa phủ nhanh hơn thôi xin bệnh viện cho về rồi tính còn xe cấp cứu đưa hai người con trai ông Lang Tiềm về quê trên giấy tờ ghi rõ chuyển về bệnh viện tuyến dưới điều trị tiếp sau giai đoạn hồi sức tích cực tuy nhiên ông Lang Tiềm hiểu rõ mạng sống của hai người con giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào những bước đi tiếp theo của ông không muốn gây căng thẳng trong gia đình ông Lang Tiềm lánh mặt ở ngôi nhà của nhạc phụ ông phó mặc việc tâm linh cho vợ mình cùng người sư đệ ngồi trong căn phòng khách rộng rãi đồng thời là nơi xem mạch trần bệnh bốc thuốc Ông Lăng Thiểm nhớ như in ngày bước chân vào đây gặp cụ lang Thống để nhắc lời hẹn ước năm xưa. Ngày đó, bách tính lê dân vừa trải qua nạn đói nằm ất dậu. Trong đám nạn dân khốn khổ khốn nạn đó, mẹ ông cũng chịu chung số phận vì chết đói. Duy có điều may mắn là được chết và vùi thân xác ngay vườn nhà. Trong khi đó cả làng cả tổng có nhiều người chết đường chết chợ, gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều người. Sau ngày mổ cứu đứa con trai, rồi trao cho vợ mình nuôi, có lẽ do quá kinh hãi trước việc con gái sinh ra hai đứa bé bị hóa tượng. Do vậy, sau đó ít lâu, nhạc mẫu của ông qua đời. Quá nửa đời người gắn bó keo sơn, cụ bà mất đi khiến cụ lang thống buồn phiền, không còn thiết tha mọi việc. Sau ngày vợ mất chưa tròn năm, cụ lang thống hạc giá vân du sau một giấc ngủ trưa không bao giờ tỉnh lại. Kể từ thời điểm đó, ông lang tiềm chính thức tiếp quản công việc do nhạc phụ truyền lại ông cảm thấy làm chủ một gia đình thoải mái hơn cảnh chó chui gầm chặn, mặc dù có nhà riêng ngay cuối vườn. Ngồi trong ngôi nhà rộng rãi, nhưng tiếng gõ mõ thỉnh chuông bên ngôi từ đường họ phan vọng lại nghe rất rõ. Ông lang tiềm không ngờ, sau gần nửa thế kỷ, hậu duệ họ Nguyễn cất công sang tận làng sủ, làm việc tâm linh, giúp hai người con của mình. Ông không hiểu nếu thầy thực biết ông là chủ mưu vội yểm bùa, rồi cho phá tan ba ngôi mộ tổ, chưa kể việc nung chảy tam tổ họ nguyễn bằng vàng khi đó ông ta sẽ phản ứng ra sao lúc trời nhá nhem tối ông lang thiềm thấy tiếng chuông tiếng mõ đã dứt ngọn lửa ở bên sân nhà bốc cao do ông tạch đang hóa vàng cùng voi ngựa và hình nhân thế mạng dù muốn lánh mặt hậu duệ họ nguyễn nhưng thầy nguyễn thực đã theo chân bà thiềm sang bên nhà gặp ông để bàn việc hệ trọng không bận tâm đến nét mặt khó chịu của ông lang thiềm Thầy Nguyễn Thực từ tốn nói. Mạng sống của hai anh đó chỉ còn giữ được không quá 72 giờ. Bởi vậy nếu cần gặp hồn ma nào để thương được, tôi nghĩ ông nên tiến hành sớm. Sao thầy biết là do hồn ma? Âm Lăng tiềm hỏi ngược lại. Thầy Nguyễn Thực điềm tĩnh trả lời. Từ xưa đến nay, oan có đầu, nợ có chủ. Vì thế không có chuyện nhầm lẫn. Vốn dĩ thiên cơ bất khả lộ. Nhưng chỉ cần tôi biết, ông biết là đủ. Còn tin hay không, tùy nơi ông. Tôi xin phép cáo từ. Quay về ngôi từ đường họ Phan, ông đang tìm thấy lòng nặng trĩu Bởi ngoài bàn thờ mới lập được hơn 100 ngày cho cả sinh. Giờ đây hai trọng cùng út trường, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Hiểm họa tuyệt tự tuyệt tôn đã hiện ra trước mắt. Là người không được học nhiều, nhưng với bản tính thông minh trời phú. Do vậy ông đang Tiềm biết trong ván cờ đời người ông đi sai một nước nên thua cả ván. Giờ đây đối phương chiếu tướng coi như ông đã thành kẻ bại tướng. Biết mình cần chạy đua với thời gian để cứu hai người con trai. Nếu đợi màn đêm buông xuống khi người coi âm xuất hiện đông như đi hội làng, e rằng quá muộn. Ông lăng thiểm gọi sư đệ của mình ngồi trước hiên nhà. Hai người sẽ thông linh nhằm tìm gặp hồn ma của sư muội Bởi cô là cầu nối dẫn đến sư phụ Thanh Long Độc Nhãn. Hai ông già tuổi gần 70 nhưng có hơn nửa thế kỷ hành nghề khuôn của thiên hạ giờ đây ra mồi tóc bạc vẫn lận đận long đong vì lo cứu mạng đám hậu sinh có lẽ tiền vàng lấy trộm được giờ thành vô nghĩa trước danh giới sinh tử mọi thứ đều là phù du bầu trời bắt đầu nổi cơn rông kèm theo đó là những cơn gió mang hơi nước lạnh lạnh thổi tới trong phút chốc mây đen kéo đến khiến mọi thứ chìm trong bóng tối không giống hồn ma đã mạo danh mạn nhu ân ái cùng mình đêm trước ông lăng tiềm lần đầu nhìn thấy người tình của mình sau mấy chục năm trong bộ dạng tiều tụy do bị yểm bùa bởi thế hồn ma của mạn nhu không hề nhận được tiền vàng do ông cùng người sư đệ hóa vàng gửi xuống cô mặc bộ quần áo rách dưới tả tơi hai chân cùng hai tay vẫn bị xiềng xích đến lúc bình tâm nhìn kỹ ông lăng tiềm nhìn thấy một vị phán quan cùng hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa áp giải hồn ma của mạn nhu không có cảnh đoàn tụ hay âu yếm như với hồn ma mạo danh. Hồn ma mạn nhu đứng cách ông Phan Tiềm cùng ông Tạch một khoảng cách đủ nói cho nhau nghe được. Nhưng có vẻ thời gian không được thoải mái. Ông Lăng Tiềm định mở miệng nói, nhưng hồn ma của mạn nhu đã đưa tay ngăn lại. Cô nói năng nhẹ nhàng, nhưng khúc chết. Huy nghe kỹ những lời của muội bởi phán quan sẽ giải muội đi sớm. Để rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay, cả huynh và muội đều chịu trách nhiệm về những việc làm của mình mùi đã thành người cõi âm nên không bàn tới nhưng huynh đã tạo nghiệp nên thành ra gặp quả báo kẻ mạo danh mỗi hôm trước là oan hồn chết trẻ của cô gái bị xét đánh sau đó huynh đã trộm xác đem về nấu cao oán khí ngút trời khiến ma lực của cô ta không gì cả nổi những lời cô ta xúi huynh làm sẽ khiến mọi người trả giá nhanh hơn còn việc huynh tưởng cô ta là muội rồi ân ái chắc rồi huynh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì Bây giờ thì có sư phụ Thanh Long Độc Nhãn mới cứu được Huynh cùng hai người con trai. Trong đó có đứa con của muội Ông đang thiểm ngỡ ngàng không tin ở tay mình, bởi ông vẫn nghĩ sư phụ Thanh Long Độc Nhãn là người gây ra việc này. Trong lúc ông định cất tiếng hỏi Mạn Nhu, bất ngờ một hồn ma cháy đen với nụ cười ghê rợn xuất hiện. Không nhìn kỹ, nhưng ông lang tiềm dùng mình ghê tởm khi nghĩ đến màn ân ái đêm trước. Hồn ma cô gái bị xét đánh nhìn chòng chọc vào hai người rồi đưa tay bóc từng miếng thịt cháy đen trên người, cho vào miệng, nhai một cách ngon lành, khiến ông buồn nôn. Trong phút chốc có tiếng chuông reo, vị phán quan chậm rãi bước đi về phía xa. Hồn ma của Mạn Nhu bị hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa lôi đi. Những mảnh quần áo rơi rụng theo từng bước chân. Hồn ma cô gái bị xét đánh hướng đôi mắt đỏ ngầu như sắt nung trong lửa nhìn ông lang thiềm, rồi cười sằng sặc một cách đầy khoái trá. Bàn tay xét đánh cháy đen thò xuống phía dưới, bắp miếng thịt sót lại dưới háng cho bà mồm mút trồn trột. Đến lúc này, ngưỡng chịu đựng của ông lăng thiềm quá sức chịu đựng trước hồn ma hóa quỷ. Tranh thủ lúc hồn ma cô gái đang say sưa hù dọa bằng việc nhai miếng thịt nướng vì xét đánh, ông lăng thiềm vào nhà lấy chiếc gương bạc ra, chiếu thẳng vào hồn ma. Dù mới sử dụng chiếc gương chiếu yêu một lần, nhưng ông lăng thiềm hiểu rõ công dụng của gương nó sẽ khiến cho các hồn ma phải hồn siêu phách lạc nhưng nếu cần nó lại là gương chiêu hồn để giúp các hồn ma bị tán được tụ lại vừa đọc xong câu thần chú từ trong gương phát ra ánh sáng xanh lẻ chiếu thẳng vào hồn ma cô gái bị xét đánh ánh sáng quét đến đâu hồn ma kêu gào thảm thiết tới đó trong phút chốc hồn ma chỉ còn lại làn khói trắng bay theo gió ông lang thiềm cùng ông tạch vừa dứt lời cầu khấn mây đen bị gió thổi đi nhưng lại cho ánh hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. Chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của người sư muội cũng như hình phạt tàn khốc dưới âm tào địa phủ dành cho cô. Không nén được xúc động, ông Tạch ngậm ngùi nói. các cụ nói trên đầu ba đất có thần linh, với hạ mỹ dân đề. Huynh để ta tội lỗi ngút trời, phen này chắc sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được đầu thai kiếp khác. Không bận tâm đến mấy lời cảm thán của người sư đệ, ông đang tiềm can dặn để mau nghĩ cách triệu thình hương hồn sư phụ về gấp mọi quả báo sau này ta sẽ nhận hết dù có đẩy xuống tầng cuối cùng của địa ngục ta cũng cam lòng chứng kiến sư huynh trải qua kiếp nạn này khiến ông tạch không cam lòng nhưng sư huynh là trưởng tràng còn không thình được sư phụ người như ông sau đồ bản lĩnh và biết tìm sư phụ nơi đâu hiện nay thời gian là kẻ thù lớn nhất của hai người bởi thế việc chạy đua để cứu mạng hai trọng cùng út trường cấp bách hơn bao giờ. Ăn vội nắm sôi vừa lấy trên ban thờ xuống. Ông Tạch nhìn hai người con trai của sư huynh đang nằm mê man với lòng xót thương. Ông dục sư huynh mau theo mình đi thỉnh sư phụ. Điều quan trọng nhất là không được quên mang theo chiếc gương bạc, có khác những câu thần chú ở phía sau. Bước ra sân nhìn người sư đệ đi con xe máy Honda 79 cũ nát. Ông Lăng thiềm khẽ thở dài lắc đầu bởi ông biết rõ sư đệ của mình dùng tiền bạc vào việc gì. Dù bao năm lấy trộm được vô số vàng bạc cùng nhiều cổ vật có giá trị, tuy vậy, ông Tạch sở hữu một căn nhà ngói năm gian được xây trên mấy rào đất vườn do cha mẹ để lại. Tiền bán đồ hầu như ông nướng sạch và cờ bạc. Dẫu biết như vậy là nhanh trắng tay, nhưng nghĩ cảnh không vợ, không con, nên ông tặc lưỡi có rào, đốc trứng, ông dùng tiền cung phụng cho mấy mẹ quen biết để đổi lấy chút tình vương vãi. Nhưng khi đào mỏ xong, họ quyết định đường ai nấy đi, không vướng bận. Thật ra ông Tạch hiểu rõ câu. Tiền làm ra, để trên gác mái, tiền cờ bạc để ngoài sân, tiền phù vân để ngoài ngõ. Do vậy, khi có một khoản tiền lớn nhờ trộm cắp, ông thường tìm cách tán lộc chứ không tích lại hoặc sắm sửa tiện nghi trong nhà số tiền ông đem cung phụng đám phụ nữ ông coi đó là sự cân bằng trong cuộc sống do vậy hết tiền không tiếc cạn tình không vấn vương làng miến sau vài lần thay tên đổi họ cuối cùng khi các thành phần kinh tế được bung ra làm giàu dân làng quay lại sử dụng tên làng miến để tôn vinh nghề truyền thống giờ đây sản phẩm miến còn được xuất bán đi nhiều nước trên thế giới lúc ông thạch rẽ con xe máy nhà có đen mù mịt vào làng trời bắt đầu nhá nhem tối. Ông lang thiềm ngồi sau thấy lòng như lửa đốt, nhưng không muốn hỏi. Ông biết người sư đệ của mình sẽ nói cận kẽ khi dừng xe. Không rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào trong nhà, ông tạch chạy xe máy dọc cánh đồng, rồi dừng lại ngay gốc cây gạo cổ thụ. Lúc này đồng không bông quạnh, chỉ còn tiếng gió rít thổi tới. Chỉ tay về phía gò đất phía xa, ông tạch giải thích. Xưa dân làng hay gọi là gò ông thổ, tương truyền vào cuối thời Tây Sơn có một võ tướng cưỡi ngựa chạy đến cánh đồng này thì cả người lẫn ngựa đều ngã vật ra chết buổi sáng dân làng tới xem đều kinh hoàng bởi vị tướng đó bị chém bay đầu nhưng ông đã kịp nhặt thủ cấp của mình rồi phi ngựa chạy trốn sợ truy sát của kẻ địch nhằm chết toàn thây bởi thế dân làng gọi tránh là gọi ông thủ nhằm tránh nhắc tới chữ thủ cấp đang nóng ruột việc cứu con ông làng thiềm khẽ gắt nhưng ta cần tìm hồn ma của sư phụ để kể chuyện cổ tích làm gì? Không bận tâm đến thái độ của sư huynh, ông Tạch vẫn nói tiếp. Tiếc thương một võ tướng không may tử trận nơi xa trường, dân làng đã chôn ông cùng con chiến mã rồi lập đền thờ phía trên. Nhưng đến khi nhà Nguyễn phát hiện, họ cho săn bằng và gọi là mã ngụy, ngụ ý nói tới ngụy triều Tây Sơn. Sau này ngay chỗ bị săn phẳng, sau một đêm mưa gió, tự dưng đất tôn cao thành gò như trước. Khiếp sợ oai linh của hộ tướng nhà Tây Sơn, đám quan chỉ nhậm nơi đây đành nhắm mắt cho qua, không dám mạo phạm. Ông Lăng Thiểm nhầm tính nhanh, thời hạn 72 giờ mà lão thầy cúng nhà họ Nguyễn đã phán lúc trưa, tính ra còn 66 giờ nữa. Bởi vậy ông gắt, vậy chốt lại đệ có ý gì khi đứng làm nhàm về chuyện nhà Tây Sơn, trong khi chuyện nhà Huynh năng dối như canh hệ? Ông Thạch lúc này khẽ nói một tin động trời. Đệ tin chắc đây là một phần của đệ nhất sư tổ thần trộm. Người đã chuyển y bát cho sư phụ Thanh Long Độc Nhãn làm đệ nhị sư tổ thần trộm. Vậy thế huynh là đệ tam thần trộm đến khấn vái kêu cầu là đúng rồi. Vốn đang lo lắng chuyện gia đình, nhưng ông lang tiềm đủ hiểu. Đã là một võ tướng ra ngựa bọc thây nơi chiến trường, như vậy làm sao có thể trở thành thần trộm để chuyển y bát? Chưa kể thời của vị võ tướng này tạo lập công danh là dưới triều đại Tây Sơn, như vậy cách thời của sư phụ Thanh Long Độc Nhãn tới hơn 200 năm. Đúng là hoang đường. Mặc cho sư huynh phân vân, ông Tạch bước tới thắp hương tại ngôi miếu nhỏ trên gò, sau đó ông dục ông lang thiềm bắt đầu ngồi khẩn cầu. Người ta nói có bệnh phải bái tứ phương. Dù không tin, nhưng ông lang thiềm đã hết cách. Ông không biết tìm gặp hồn ma sư phụ Thanh Long độc nhãn ở đâu. Bởi nhục thân của người ông đã nấu cao. Chỗ cao u linh ông đã cho xét đánh tàn nát. Nghĩ đến chức bùa hộ mệnh của sư phụ là con rồng xanh bằng ngọc lục bảo được trộn với cao cho hai người con uống. Giếng lòng nhãn trên núi đã bị ông dùng chất bẩn để phát tan sự linh thiêng, như vậy còn mỗi cách của ông Tạch may ra. Hai người ngồi ngay trước ngôi miếu đã lâu không người ghé tới. Bởi thế cảnh hoang tàn khói lạnh nhìn thê lương. Tiếng gió thổi khiến cho cây dối cổ thụ chút lá xuống mặt gò. Trong làn khói hương mờ ảo, ông lang thiệm như thoáng thấy các hồn ma, ngồi vắt vèo trên cành dối chăm chú quan sát. đến sờ qua ông thấy có ít nhất 30 hồn ma mượn cây dối làm nơi trú ngụ, có lẽ đám hồn ma vất vưởng này muốn hưởng chút lộc rơi lộc vãi do dân làng Xuân Thu Nhị Kỳ cung tiến nơi đây. Ngồi kiên tâm cầu nguyện rồi đọc khẩu quyết gần một giờ đồng hồ. Bất ngờ ông lăng thiểm cảm giác chiếc gương bạc ở trong túi áo động đậy. Sau đó một luồng ánh sáng xanh từ gương phát ra khiến cho gò ông thủ ma mị đến giận người. Trong phút chốc, gió bụi bay mù trời cuốn theo từng đám lá khô. Những con quả đậu trên cành đánh hơi thấy hiểm nguy liền tung cánh bay đi, nhưng vẫn không quên kêu những tiếng ma quái. Đàn rơi chí chít tới cả vài trăm con, vốn đang treo người thả đầu xuống dưới, vừa nghe tiếng quả kêu liền bay loạn xạ. Trong màn đêm đen, chỉ có ánh trăng khi mở khi tỏ, cộng thêm ánh sáng xanh ma quái từ chiếc gương cổ. Gõ ông thủ bỗng rộn ràng vì có tiếng ngựa phi tới gần. Lúc này ông Lan tiềm dùng tuệ nhãn nhìn về phía trước rồi giật mình kinh hãi. Đúng như lời của sư đệ, một võ tướng với chiến bào đẫm máu đang ngồi trên con tuấn mã phi nước kiệu chạy tới điều ghê sợ ở chỗ vị võ tướng bị chém bay đầu vì thế máu từ cổ tuôn trào ướt sũng chiếc áo giáp đang mặc sự liên hệ với tước vị thần trộm đã được làm rõ bởi chiếc giáp bạc đó chính là bóng vật do sư phụ thanh long độc nhãn đã truyền y bát cho ông lang thiềm khi vừa bước sang tuổi 22. hơn 100 ngày trước ông đã trao áo giáp bạc cùng chiếc bát ngọc cho con trai mình kế vị nhưng lai lịch chiếc áo giáp bạc giờ đây được hé lộ khi con tuấn mã phi lại gần lúc này ông lăng thiềm được thấy rõ thủ cấp của vị võ tướng được ông cầm trên tay dù trên mặt có nhiều vết thương nhưng đôi mắt của vị võ tướng vẫn mở to nhìn về phía trước biết chắc chắn mình đã chịu tình được hồn ma của đệ nhất sư tổ thần trộm ông lăng thiềm cúi dập đầu kêu to hậu bối là phan thiềm truyền nhân đời thứ ba của ngôi vị thân trộm xin được cung tình đức đệ nhất sư tổ thần trộm dù đã giao tiếp với người coi âm suốt nửa thế kỷ. Tuy nhiên ông lang thiềm cảm nhận được sát khí đằng đằng từ hồn ma của đệ nhất sư tổ thần trộm. Chưa kể luồng khí lạnh từ ngày khiến lũ rơi còn bám trên cây phải rơi lộp bộp xuống đất. Ma lực của đệ nhất sư tổ thần trộm khiến ông khiếp sợ. Nói đúng ra, ngài là kết hợp giữa ma lực và thần lực. Có lẽ vì thế uy lực của ngài khiến đám hồn ma vất vườn biến mất. Còn vì sao ngài chuyển đi bát cho sư phụ Thanh Long Độc Nhãn chắc có nguyên do bởi đại nhị sư tổ thần trộm cũng thuộc hàng kỳ nhân dị tướng trong thiên hạ ông lang tiềm ngẫm lại bản thân cũng không có gì đặc biệt xuất sắc nhưng có lẽ ông kế vị làm đệ tam thần trộm là có nguyên do bởi những việc làm của ông chắc người bình thường không dám trăng đã ẩn vào mây khiến bầu trời đen kịt gió từ cánh đồng làng biến thổi tới gò ông thủ từng cơn đám hồn ma ở nghĩa trang làng được ngày không dám bén mảng tới nơi đây vì chủ nhân của gò ông thủ đang tuần giá Bằng tuệ nhãn của mình, ông lăng thiềm nhìn thấy vị võ tướng, tức đệ nhất sư tổ thần trộm, đặt chiếc thủ cấp lên lưng ngựa. Sau đó ngài cởi chiến bào màu huyết dụ, rồi dùng tay vắt máu đang ướt sũng cho con tuấn mã uống đỡ kiệt sức vì nó phải chạy từ nơi xa trường băng qua con đường thiên lý tới đây. Dùng bàn tay vén tóc đang lòa xòa trước mặt, thủ cấp của đệ nhất sư tổ thần trộm sang sàng nói Nhà ngươi đã biết tội của mình chưa? Hỡi kẻ phản đồ diệt môn kiệp sư phụ nhà ngươi được ta chuyển y bát kế vị đáng tiếc là hắn có mắt không chồng nên đã trao là y bát cho một kẻ tài hèn sức mọn nhưng tâm địa tăm tối như ngươi gánh bát trọng trách quá lớn nhà ngươi thông dâm cùng với sư muội đồng môn hủy diệt mộ tổ ba đời nhà họ nguyễn tất cả những việc đó trời và người đều căm hận tuy nhiên việc mang nhục thân của sư phụ mình cho bà chum nung sau đó lấy xương cốt nấu cao đã khiến nhà ngươi trở thành ác quỷ còn hơn cả loài súc sinh. Nhà ngươi đã mượn thiên đôi, phá hủy cao u linh thần dược, đổ chất bẩn phá hủy long nhãn, dã nát ngọc rồng xanh hộ mệnh của sư phụ mình, bây giờ còn gì để nói? Ông lăng tiềm quỳ dạp dưới nền gò ông thủ, mỗi lời nói của đệ nhất sư tổ tần trộm như ngàn vết dao cứa nát tâm can. Nó như bản hạch tội khiến ông cảm thấy không còn mặt mũi nào dám nhìn cao tầng tổ khảo khi về với tổ tiên. Lúc này, miệng ông chỉ lắp bắp. Còn đã biết tội lỗi của mình rồi kính mong sư tổ khai ân tiếng của vị đệ nhất sư tổ vẫn vang lên mạch lạc và khúc chiết từ chiếc thủ cấp máu còn đang dò tong tòng sư muội của nhà ngươi đã trộm bảo vật của nhà họ nguyễn đó chính là chiếc gương bạc hiện do người cất giấu vì đầu này cô ta phải chịu họa sát thân họ nguyễn đã báo thù cho tổ tiên của mình đồng thời mượn tay nhà ngươi để hủy diệt sư phụ kẻ mạo danh sư phụ thanh long độc nhãn xui khiến cả sinh leo lên cột điện cao thế chính là hồn ma con bé hồng chính hồn ma đó hóa thân thành sư muội để ân ái khiến nhà ngươi mê muội trong dục vọng sau đó ả à ta xúi nhà ngươi nghiền nát ngọc dòng xanh hộ mệnh của sư phụ ông lang thiểm học lên một tiếng đau khổ lúc này máu trong mồm trào ra y như cái thủ cấp của đệ nhất sư tổ thần trộm ngửa mặt lên trời ông khóc than bởi bị dính quả lừa của hồn ma con danh nứt mắt đã bị xét đánh chết ông vừa khóc vừa nói mong sư tổ khai ân còn ngu muội nên không biết mình đã bị nó lừa trong đêm tối mù mịt, đôi mắt của đệ nhất sư tổ thần trộm vẫn long sòng sọc, ngài lên giải thích. Sở dĩ hồn ma của con bé có tải biến hóa, bởi những hồn ma của họ nguyễn đã xúm vào âm phù dương chợ để giúp nó báo thù việc nhà ngươi, cùng mấy thằng con đã đào mộ quật xác nó đem về nấu cao. Bây giờ người đã hiểu thế nào là nghiệp chướng do mình gây ra chưa? Hay còn định u mê đến bao giờ? Khi nó dụ cho người ân ái cùng nó trước hiên nhà, cũng là lúc nó chút âm khí sang cho nhà ngươi để phá hủy dương khí vấn đề là lúc nào nó phát tác để nhà người sống không bằng chết ông Lăng thiềm cùng ông Tạch biết kiếp nạn này không thể qua khỏi nhưng số mệnh của hai trọng cùng út trương đang như chuông treo sợi chỉ mảnh vậy hai người chỉ biết dập đầu khóc lóc van xin thảm thiết ông lang thiềm nước mắt lưng tròng bởi ông không ngờ những việc mình làm gây ra hậu quả lớn đến như vậy không những song thân của ông hồn siêu phách tán sư muội của ông lúc chết không được siêu linh tịnh độ xương cốt bị yểm bùa bao năm hiện nay vẫn bị các phán quan cùng lũ quỷ sướng đầu trâu mật ngựa ngày đêm chặt chân tay dóc thịt rồi ném vào vạc dầu ông biết sau này lúc ông bước đi trên cầu nại hà uống bắt canh mạnh bà khi đó ông sẽ bị thập điện diêm vương hỏi tội còn lúc quỷ sứ sẽ truy cùng diệt tận có tiếng gà gáy từ phía xa vọng lại như thấu hiểu nỗi khổ tâm đang dằn vặt cắn xé của đám hậu bối bất ngờ tiếng của đệ nhất sư tổ thần trộm vang lên nếu nhà ngươi muốn cứu mạng chó của hai thằng con, chỉ có một cách duy nhất. Như kẻ đi lạc trong đêm đen thấy ánh sáng lè lói cuối đường hầm, ông lang tiệm van xin, mong sư tổ chỉ giáo, con nguyện làm trông ngựa để thực hiện bằng được. Tiếng con ngựa chiến hí vang báo hiệu để nhất sư tổ thần trộm chuẩn bị quay về cõi hư vô. Điều này khiến cho tinh thần của ông lang tiệm càng bấn loạn. Trộm ngước mắt nhìn về phía thủ cấp của sư tổ, ông lang tiệm nhìn thấy cánh tay phải của ngài cầm dây cương, còn tay trái cầm thủ cấp trên lưng ngựa kẹp bên mình như lúc tới đây. Dù là võ tướng, nhưng ngài không có mang theo thanh đại đao hay gươm quý. Điều đó chứng tỏ vũ khí đã rơi ngay tại chiến trường lúc ngài thọ nạn. Đôi mắt của đệ nhất sư tổ vẫn sáng quát như hai ngọn đèn pha. Ngài phán đúng một câu, ngay khi con ngựa chiến trồm lên, rồi phi thẳng vào không trung. Tuy vậy, ông lang thiểm cùng người sư đệ của mình vẫn nghe rất rõ tiếng vọng từ không trung. Nhà ngươi muốn cứu con, hãy đối xử bản thân mình như với sư phụ. Dù con chiến mã đưa bị bó tướng nhà Tây Sơn, tức đệ nhất sư tổ thần trộm khuất xa, nhưng ông Lăng Thiềm cùng người sư đệ của mình vẫn không sao đứng lên được. Cả hai bàng hoàng và nghĩ đến kết cục không mấy tốt đẹp của mình khi về cõi âm. Lúc trời tăng tảng sáng, ông Tạch hỏi nhỏ, vậy sư huynh định giải quyết việc này thế nào? Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, ông Lăng Thiềm cùng người sư đệ chạy xe máy ra đầu làng ăn sáng. Làng miến có nhiều hàng ăn, nhưng món miến ngan được nhiều người ưa chuộng do miến là đặc sản của làng nghề. Thức cả đêm hành lễ tại gò ông thủ, lúc này ông lăng thiềm bình tĩnh đến lạ kỳ. Sau nhiều năm lăn lộn trốn giang hồ, những lời kết tội của đệ nhất sư tổ thần trộm đã như vén đám mây mù giúp ông hiểu. Cuộc đời này, vốn gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, chỉ có điều do nghiệp chứng của ông quá nặng. Bởi vậy ông sẽ nhận được sự báo ứng ngay tại kiếp này, chứ không cần đợi đến kiếp sau. Ăn sáng xong, ông lăng thiềm nhắc ông Tạch rẽ vào chợ làng mua ba thể hương cành cao lá trầu cùng chai rượu lúa mới. Dù không biết sư huynh biện lễ mọn làm gì, nhưng đã quen với việc phục tùng nên ông Tạch thực hiện ngay không cần hỏi. Cầm chiếc gương bạc trên tay, ông lang thiềm ngậm ngồi nói. Các cụ nói đúng, chơi giao có ngại đứt tay. Khi xưa Mạn Nhu đất tiện tay lấy đồ ra bảo nhà họ Nguyễn. Cô ấy nói dối đây là đồ của tổ tiên bên tàu để lại. Kết cục dù đã thành người coi âm hơn bốn chục năm, vẫn không bước vào vòng luân hồi được. Hồn ma con bé hỏng dấp tâm báo thù." nên được đám hồn ma họ Nguyễn bày mưu tính kế để huynh đã dùng chiếc gương này hủy diệt long nhãn của sư phụ. Tuy nhiên, hồn ma con bé hồng không ngờ bị chính tay huynh hủy diệt bởi chiếc gương. Ồ, cũng là lẽ công bằng. Vậy sư huynh thấy làm gì với món đồ ma ám này? Ông Tạch lo lắng hỏi. Ông lang tiềm thở dài. Ai... Cái gì không phải của mình, chớ có tham. Tiếc là huynh ngộ ra thì quá muộn. Thôi, huynh để ta ghé nhà thờ tổ họ Nguyễn để hoàn trả báo vật. Sự xuất hiện của hai người đàn ông tuổi gần 70 không khiến người trông coi ngu từ đường họ Nguyễn ngạc nhiên. Bởi thầy Nguyễn Thực là hậu dạy đời thứ 15 của dòng họ. Chính thầy Nguyễn Thực chưa hôm qua đã khuyên ông Lang Thiểm đi thương lượng cùng các hồn ma. Đó là cách duy nhất cứu mạng hai người con trai. Đợi ông Lang Thiểm đặt thẻ hương, cành cao lá trầu cùng chai rượu lên chiếc mâm đồng. Ông Nguyễn Thực châm ba nén hương chào cho khách, rồi bước ra ngoài hiên, thành mấy tiếng chuông kính cáo tổ tiên về trứng giám. Trước khi cắm mấy nén hương, ông năng thiểm nhẹ nhàng đặt trước gương bạc và mâm, rồi khấn vái xin tạ lỗi khi xưa. Thủ tục tâm linh vừa hoàn tất, ông Nguyễn Thực rót trà mời khách rồi lắc nhẹ. Chỉ còn hơn 50 tiếng nữa là đến hạn của đấng thần linh. Vì thế tôi không dám giữ các vị ở lại lâu. Nếu các vị qua được kiếp nạn này, chúng ta sẽ ngồi đàm đạo, chưa muộn. Khi thời hạn còn 48 tiếng nữa, ông Lăng Tiềm đã quay về làng sủ cùng người sư đệ của mình, ông chậm rãi nói với ông Tạch. Để hãy nghe cho kỹ những lời của Huynh, tuyệt đối không được trái lệnh. Huynh sẽ tự chui vào chum, sau đó để hãy canh lửa trong ba ngày đêm, giống như Huynh đã nung sư phụ của mình, để nhớ lo củi lửa cho tốt, kèo hỏng việc lớn. Ông Tạch nghe xong đã hồn siêu phách lạc, ông nghẹn ngào hỏi, không còn cách nào nhẹ nhàng hơn được sao Huynh? Khẽ lắc đầu vì biết để nhất sư tổ thần trộm không nói chơi, ông lang thiềm cầm tay người sư đệ căn dặn. Khi nào hai chậm cùng út trường tỉnh giấc, lúc đó để hai dao chung nó, mở nắp chum, nhặt di cốt của Huynh. Sau đó cho vào chiếc xanh đồng, rồi nấu cao u linh thần bí. Sao Huynh phải chịu cực đến như vậy? Ông Tạch kêu to. Ông Lăng Tiềm bình tĩnh nói. Đó chính là sự giải thoát. Nếu không lúc Huynh xuống âm tàu địa phủ, lúc quỷ sứ đầu trâu mật ngựa sẽ ném Huynh vào bạc dầu, bắt uống sắt nung chảy rồi mổ bụng, chặt chân tay và ném xác cho đàn chó ngao rơi thà huynh biến thành cao u linh thần bí sau đó trộn cùng chỗ cao của con máy hồng sau đó để hay đọc khẩu quyết gọi thiên lôi phóng lưới tầm xét như vậy không kẻ nào có thể làm phiền đến huynh được nữa mặc cho người sư đệ khóc lóc khuyên can ông lăng tiềm bắt tay vào pha đủ ba chậu hương liệu khác màu nhau ông khuân mới bao tài bỏ chấu và chất cùi khô ngay chỗ đặt chum sợ ông tạch vất vả ông lăng thiềm cẩn thận căng bạt che mưa che gió rồi tự tay nấu một nồi cháo gà hầm sâm cho người sư đệ vốn chứng kiến những việc làm kinh khủng của chồng nhưng thấy ông lăng thiềm quyết hy sinh bản thân để cứu mạng hai người con trai bà thiềm không dám can ngăn bà chỉ biết chú tâm gọi mõ tụng kinh để chồng mình lên đường mát mẻ hai người con trai đang nằm mê man hiện là người lo phần hương hòa của hai họ phan trần do vậy ông lăng thiềm đã làm một việc vô cùng hệ trọng để tránh tuyệt tự tuyệt tôn lúc trời bắt đầu buông ánh hoàng hôn ông lăng thiềm mặc đồ trắng và chít khăn tang để tạ lỗi cùng sư phụ thanh long độc nhãn từ ngôi từ đường bước ra trên tay ông bưng chiếc cháp gỗ màu đen được nhấc trên bàn thờ xuống trong cháp có chiếc áo giáp bạc cùng chiếc bát ngọc đây là y bát được truyền lại cho những thần trộm kế vị khi bước tới chùm thuốc ông lang Tiều ngậm ngồi nói với người sư đệ huỳnh đã pha thảo dược lẫn hóa chất để tiêu hủy áo giáp bạc cùng bát ngọc có như vậy từ nay và vĩnh viễn về sau sẽ không còn hư vị thần trộm nữa dưới ánh chiều tà. Ông Lăng thiềm uống cả chén rượu sinh ly từ biệt, bởi chỉ ít phút nữa thôi, ông sẽ dứt nẻo đường trần. Khoác chiếc áo giáp bạc lên người, ông Lăng thiềm bước vào trong chung, rồi khoanh chân ngồi thiền. Chiếc bát ngọc đưa ông đặt trước bụng, còn hai tay úp lại, giữ bát. Nhóm xong mấy thanh củi dưới đáy chung, nhớ lời sư huynh dặn, ông tạch bưng chậu thảo dược màu xanh đổ vào chung rồi đậy nắp. Dù lửa to khiến thảo dược trong chung sôi sùng sục, nhưng tuyệt nhiên ông tạch không nghe thấy tiếng kêu la của sư huynh trong đó ngọn lửa cháy rực suốt một ngày một đêm sáng hôm sau ông tạch mở nắp chum rồi bưng chậu đựng thảo dược màu vàng để tưới vào nhục thân của sư huynh lúc mở nắp chum một làn khói xanh từ bên trong bốc ra nghi ngút ông tạch thấy sư huynh vẫn ngồi im tọa thiền nhưng đôi mắt của sư huynh vẫn như đang chớp chớp tưới xong chậu thảo dược màu vàng ông tạch đậy nắp chum rồi dài vào chống giữ lửa quanh chiếc kiềng gang Lúc này ông tranh thủ ăn bát cháo gà do sư huynh tự tay nấu cho mình. Nửa đêm, đang vừa trông vừa ngủ gà ngủ gật, ông tạch nghe thấy tiếng của sư huynh từ xa thảm vọng lại. Để làm rất tốt, hãy giữ củi lửa thêm một ngày nữa, huynh phải đi rồi. Sang đến ngày thứ ba, ông tạch lại mở nắp chum, rồi đổ nốt chậu thảo dược màu đỏ chu sa vào. Ngó vào chum, ông tạch thấy nhục thân của sư huynh có màu đỏ sẫm, do ba loại thảo dược ngấm dần lại có sức nóng của ngọn lửa dưới đáy chum khiến da thịt sư huynh bở tơi và rụng dần đậy nắp chum lại ông tạch tìm chai rượu uống để chấn nan nỗi sợ hãi do thấy sư huynh phải chịu kiếp nạn quá tàn khốc nhưng ông tạch không biết vì để tam thần trộm không thấy đau đớn bởi chén rượu ông lang thiềm đã uống trước khi bước vào chum là loại rượu đặc biệt tác dụng của nó còn mạnh gấp cả trăm lần loại mê hồn hương nó khiến toàn bộ tâm trí người uống bị tê liệt không còn cảm nhận và cảm giác gì nữa sau ba ngày ba đêm bị nung trong chum cùng mấy loại thảo dược khác màu nhau ông lang thiềm chỉ còn lại bộ xương trắng vì ra thì trên người đã bở tan trong nước thảo dược bộ xương nó chuyển màu theo từng chậu thảo dược được ông tạch dội vào mỗi ngày do không dám trái lệnh sư huynh ông tạch nung nóng chiếc chum đúng ba ngày đêm rồi dập lửa cho nguội dần lúc này sư huynh lang tiềm của ông chính thức trở thành đệ tam sư tổ thần trộm ngoài vườn ngọn lửa nung chung vừa tắt trong ngôi từ đường họ phan hai trọng và út trường bắt đầu tỉnh giấc trong sự vui mừng xen lẫn xót xa của bà thiềm gạt những dòng nước mắt tuôn rơi giấu nỗi buồn trong lòng bà thiềm gắng ngượng vào bếp nấu cho hai người con trai xong cháo ăn cho lại sức bà biết chưa phải thời điểm phát tang chồng bởi nghiệp chướng của ông gây ra trên cõi trần quá nặng khi nào ông ít trả hết những món nợ đời cho cả người cõi âm và người cõi dương lúc đó tang lễ của ông sẽ được tổ chức. Hai người con trai vừa ăn cháo, vừa hỏi bố mình đi đâu không thấy mặt, bởi họ biết ông bận chiến đấu cùng sư phụ Thanh Long Độc Nhãn. Sự thắng bại là vô cùng quan trọng. Trước câu hỏi của các con, bà tiêm chỉ tay sang vườn rồi nhắc nhẹ. Nếu hai con khỏe rồi, mau qua đó giúp chút tạch một tay. Chiếc chung đã dập lửa từ đêm nên nguội hẳn. Dưới sự hướng dẫn của ông Tạch, hai người con trai của ông lang thiềm nhấc nắp chum rồi ngó vào họ nhìn thấy bên trong có bộ xương người được nung cho đến khô quắt và có màu đỏ sậm của thảo dược điều kỳ lạ ở chỗ bộ xương dù không còn chút thịt bám hay sợi gân níu giữ nhưng nó vẫn dính vào nhau trong tư thế một người đang tọa thiền không muốn mất thời gian vì giao kèo với đấng thần linh có hạn ông tạch nhắc các cháu hãy cho xương vào chiếc xanh đồng rồi nấu cao khi nào đổ cao ra khuôn lúc đó chú sẽ giao việc tiếp chiếc xanh đồng dù to nhưng không thể bưng nguyên bộ xương trong tư thế ngồi tọa thiền đặt vào được do kèn việc nên hai trọng cùng út trường khiêng bộ xương đặt xuống chiếc chiếu cặp điều họ bắt đầu vặn đầu lâu cùng các xương ống tay xương cẳng tay và đám xương sườn lần lượt cho vào xanh đồng vì được nung cùng chiếc áo giáp bạc và chiếc bát ngọc bởi thế bộ xương màu đỏ sẫm nhìn lấp lánh ánh bạc trông tuyệt đẹp chưa kể đôi chỗ được chiếc bát ngọc tan chảy dính vào nhìn xương như hóa sứ vậy hai trọng cầm chiếc đầu lâu màu đỏ sẫm lại có bụi bạc nhỏ li ti bám chặt với vẻ thích thú sau khi xếp xương cẩn thận chiếc đầu lâu được đặt ngay chính giữa chiếc xanh đồng do đã quen với việc nấu cao bằng xương người hai người con của ông lang thiềm không biết mình đang nấu mẻ cao u linh thần bí từ xương cốt của bố mình âu cũng là nhân quả báo ứng có như vậy mạng sống của họ mới được duy trì ngày mẻ cao u linh thần bí sắp hoàn thành ông Tạch mang toàn bộ chỗ cao được nấu từ xương con bé hồng đặt bên cạnh. Chút nữa ông sẽ trộn hai loại cao u linh thần bí âm dương vào nhau, đúng như di nguyện của sư huynh. Bầu trời đang nắng, bất ngờ nổi cơn rông, khiến mọi người phải đi thu dọn đồ đạc. Dù cơn mưa còn chưa kéo tới, nhưng hơi nước trong không khí cũng khiến mọi người thấy lạnh. Do quên chưa thắp hương lại tạ mỗi lần việc nấu cao hoàn tất, ông Tạch cùng hai người con trai của sư huynh bước vào ngôi từ đường đành lễ. Bất ngờ, có một tia sét phóng thẳng vào chiếc xanh đồng vẫn đang nấu cao ngoài vườn tiếng sét nổ đinh tai nhức óc khiến mọi người giật mình khiếp sợ chiếc xanh đồng cùng mẻ cao đang nấu và chỗ cao vừa mang từ trong nhà ra đã không còn dấu vết trên mặt đất chứng kiến sức mạnh tâm linh thần bí không giải thích được ông tạch quay ra ngậm ngùi nói với hai trọng cùng út trường từ bây giờ thần trộm chỉ còn là hư danh trong truyền thuyết các cháu mau xem giờ lành để phát tang cho bố mình. Hết. Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2021. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm thần trộm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và như quý vị và các bạn cùng thấy thì tác giả mới chỉ hoàn thành vào giữa tháng 12 năm 2021. Và hiện tại thì cũng đang có một tác phẩm nữa vẫn được tác giả tiếp tục viết và hứa hẹn là cũng rất hay và hấp dẫn. Chắc chắn rằng là sẽ mang lại cho quý vị khán thính giả những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.